Rồi quý vị ơi, cái combo này 475 nha quý vị. Một cây mai chiếu thủy 600k bao phí ship nha. Anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước ha. Đầu tiên là một cái lon bò cụm ha, tỷ lệ nha quý vị. Rồi để tôi quay cho quý vị coi nha. Cây này tôi ép chậu khoảng 3 tháng rưỡi 4 tháng rồi. Dàn xương nó tỷ lệ nó bằng tay tôi đây nè. Ha quý vị nhìn kỹ bằng tay nha, nè. Siêu mini nha, là nó nhỏ xíu thôi nha quý vị, cầm trên bàn tay vậy ha. Cái dàn chà nó vậy nè. Rồi coi ở dưới nó nè, cái xương chi nó nè. Đó. Bây rõ ràng cho quý vị coi nha, cái này tôi chỉ có 2-3 cây thôi. Vừa rồi tôi bán hết trơn rồi, bây giờ chỉ còn có 3 cây thôi nha quý vị. Lâu lâu đăng lên bán cây cho nó vui vậy thôi ha. Rồi, ngày nghỉ bán 5 ngày rồi, đi công chuyện đi chơi không, giờ bán lại cây nãy chút nữa đi chơi nữa, đủ vốn rồi đi chơi nữa nha quý vị. Rồi, xuống luôn ha quý vị ha, 600k nha. Cái này là cái cây chung nu nha quý vị, cái rễ của cây chung nu nha, cái lá nó nhỏ xíu luôn rồi đó ha quý vị. Rồi kết thúc nha quý vị. Xuống luôn.